sáng 26 tháng 4, đội cảnh sát đường thủy số 1 đã tuần tra, kiểm tra các phương tiện tàu thuyền, xà lan đi qua địa bàn quản lý. Trong đó, qua kiểm tra nồng độ cồn, lực lượng chức năng chưa ghi nhận trường hợp vi phạm. Để tăng cường việc đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, đơn vị cũng đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân về các quy định khi tham gia giao thông tại các bến đò như chấp hành mặc áo phao đầy đủ, chủ bến khách ngang sông, bến vật liệu xây dựng cam kết chấp hành các quy định của luật giao thông đường thủy nội địa. Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2024, đội cảnh sát đường thủy số 1 đã tiếp nhận 10 vụ việc khai thác cát trái phép trên sông Hồng với 11 phương tiện, xử lý 341 trường hợp vi phạm các loại, thu nộp kho bạc nhà nước hơn 2 tỷ đồng.